mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bấn loạn vì tình trạng đua nhau tổ chức thi Hoa hậu năm 2022 lập kỷ lục chưa từng có. Đến nay, ít nhất 9 cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam đã được xác nhận sẽ tổ chức trong năm 2022 và số lượng thực tế có thể sẽ còn tăng lên. Năm 2022, Việt Nam sẽ có khoảng gần chục tân Hoa hậu và vài chục Á hậu. Đây là kết quả của việc các sân chơi nhan sắc đang đồng loạt mọc như nấm. Loạn Hoa hậu, loạn danh hiệu là hiện trạng phổ biến khi số lượng các cuộc thi Hoa hậu trong một năm không còn bị giới hạn. Tính đến nay, ít nhất 9 cuộc thi Hoa hậu đã được xác nhận tổ chức trong năm 2022 và số lượng thực tế có thể sẽ còn tăng lên. Những cuộc thi Hoa hậu đã được xác nhận tổ chức trong năm 2022 bao gồm Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Miss Earth Việt Nam, Hoa hậu Trái đất Việt Nam, Miss Fitness Việt Nam, Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Miss Eco Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng, Hoa hậu Quý bà Liên Hiệp Quốc Việt Nam. Như vậy, ở Việt Nam năm 2022 sẽ có thêm cả chục Hoa hậu. Số lượng Á hậu theo đó cũng sẽ khó đếm xuể khi mỗi cuộc thi thường có tối thiểu là 2 người. Trong đó, hai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam là hai sân chơi lâu đời nhất, cũng được xem là lớn nhất, nhận được sự quan tâm từ nhiều người. Hoa hậu Thế giới Việt Nam dù mới tổ chức được một mùa vào năm 2019, song cũng là sân chơi quy mô lớn, lựa chọn thí sinh tham gia ba đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín. Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Quốc tế. Đa số cuộc thi còn lại đều là lần đầu tổ chức, quy mô cũng như chất lượng vẫn đang là dấu hỏi đối với khán giả. Theo thông báo mới nhất, cơ quan chức năng không còn giới hạn các cuộc thi Hoa hậu được tổ chức trong một năm. Các đơn vị tổ chức cũng không cần xin cấp phép từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn, chỉ cần có sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi diễn ra cuộc thi. Với tình trạng loạn Hoa hậu, loạn danh xưng, việc khán giả có thể nhớ mặt gọi tên Hoa hậu, Á hậu cũng là một thách thức. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.